Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay thì bên Ecomax có bàn giao đến cho gia đình nhà khách hàng combo sản phẩm, đó là một chiếc tủ lạnh Samsung CyberSide, dòng tủ hai cánh dọc dài mặt gương, ký hiệu là RS64R5301 2C. Thì siêu thị bên em đang có mặt ở tại nhà khách hàng rồi đây nhé. Khu vực nhà mình là khu vực ở Hải Dương, các bạn nhìn thấy đây, gần quán thuốc Bạch Mai, khu vực Cẩm Giàng, Hải Dương. Đấy, bên em về tận nơi để bàn giao cho đình nhiều combo sản phẩm nhé. Một chiếc tivi, đó là tivi 65 của Samsung, 65 BU 8000, và một con tivi của Sony 75 inch, 75X80L, 75X80, và một cây máy lọc nước. Và combo sản phẩm này thì bên em sẽ bàn giao lắp đặt cho gia đình những khách hàng ở khu vực này. Trong này là sẽ khu vực bắn chiếc tivi, phòng ăn. Sản phẩm tivi 65 inch sẽ bắt ở khu vực phòng ăn ở đây. Phía trên thì bên em sẽ bắt 75 inch. Dưới này sẽ có tủ lạnh kê trong khu vực hộc này và máy lọc nước. Phía trên là chúng ta lắp tivi là 75 inch, dưới này là 65 inch phòng ăn một nhá. Không gian gia đình anh chị rất là rộng. Em đang tiến hành cho vào phía bên trong để mà lắp đặt. Sản phẩm tivi 65 inch thì sẽ kê ở phía bên này. Sản phẩm 65 BU 8000. Kê chính diện luôn chứ đúng không anh? Không. Hay là lạch bàn? Là cho đây, chỗ này mất từ một khoảng rồi. Thế thì anh tính này, tính từ cái mép này đi. Xong chia đôi đoạn này. Lắp ở giữa. Nó đẹp. Từ cái mép này này. Chia đôi đoạn đấy hơn đến giữa. Đoạn này đặt như này đi. Lạch quá nhìn nó cũng... Nó sẽ hơi hơi một chút, xong mình kéo ra kéo vào được một ít. Kéo sang kéo trái, kéo phải được một đoạn. Đây, sản phẩm là 65 BU 8000, em đang tiến hành lắp ráp ở phía bên treo trên tường cho gia đình nhà khách hàng ở khu vực bếp. Đấy, rất rộng luôn. Vì là cái chỗ ăn thì ngồi đây là được, xem thì kỹ được. Nhưng bây giờ mình mà để ra đây thì nó lạnh quá. Mình muốn thẳng bếp ăn hay là thẳng cái bàn ăn hay là thẳng bàn đúng không? Thẳng bàn thì nó sẽ lạnh. Không cần thẳng bàn đâu. Không cần thẳng bàn. Vì là cái bàn này nếu mà bây giờ mà thẳng thì nó phải ra máy đi. Vâng, đúng rồi. Nếu không thì em cứ treo dưới này nhá. Đấy, thì là ý em muốn che khuất được cái này này đẹp. Khuất cái ổ cắm này đi. Khuất ổ cắm đi ạ. Thế thì vẫn vừa. Đấy, thì nó dơ vào tầm đây này được. Anh thì đo 200 này, con tivi này là 1m46. Không. 1m46 à? 46 là tính bên trong cái tivi thôi, còn đây vỏ nó to hơn. Anh cứ đo 1m46 từ hai bên thì được bao nhiêu? 1m46 thì... Bật quạt anh, 1m46. Đấy, che được không? Vừa đẹp anh nhỉ? Mỗi bên được 15 phân. Nếu mà xe ở giữa thì là như thế. Cái chỗ này là cái cắm anh chọn là nếu mà đi TV che mà được thì có cái... Quá trình... Chứ còn trong là không được, trong là không được. Nó to. Anh làm cái ổ gập. Để trong này được thì... Con này thì rất là thấy ổ gập được. Có anh, ông gặp gặp được. Ok, thì tiến hành lắp ráp nhé. Sản phẩm TV đầu tiên bên em sẽ tiến hành treo tường cho gia đình nhà khách hàng rồi nhé. Đây, anh kỹ thuật bên em đang tiến hành bắt đầu treo. Đấy, sản phẩm này đi kèm cả chân nữa rồi nhé. Các bác có thể để trên kệ được. Đây, em sẽ cất cái chân này đi cho khách hàng. Khách hàng sẽ giữ lại. Trong quá trình mà muốn để trên kệ thì mọi người lại, các bác lại lấy ra để lấy nhé. Cái này gia đình nhà khách hàng sẽ giữ lại để cất đi. Đây, một quyển sách hướng dẫn sử dụng này, dây nguồn này. Đây là điều khiển TV này. Đó, nó bóc thêm ra nhé. Nó sẽ bóc bên nào được. Đây, nó sẽ ra. Thì em sẽ ra nha. Đây, bên TV các bác chỉ cần bắt vít này thôi. Là treo hai bên và một giá khoảng. Giá này, chúng ta sẽ bắt lên trên, phía trên tường như này và móc lên là ok. Quy trình chúng ta là như vậy. Đây, sản phẩm chân thì mọi người sẽ, nếu mà lắp chân các bác sẽ nhét vào đây. Đây nhé. Đây có cựa thôi, các bác chỉ cần nhét vào thôi là nó nhận thôi. Đấy, không cần phải bắt vít viết gì cả. Đây, điều khiển của nó các bác nhé. Điều khiển này. Đây có cái chốt này. Chốt này luôn, chốt sạc pin này. Các bác sẽ rút ra nhé. Cái này là dùng điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, cho đó các bác rút cái ra để nó sạc pin này. Đây là nó. Các bác có thể cắm cổng USB này, cắm cổng Type-C đây này. Các bác chỉ cần ngửa lên này thôi thì ánh điện nó sẽ tự động sạc pin. Thì anh
nghĩ là cái ổ trên đấy mà để không, cái này anh cứ la chen cho em, sau này em nếu không được em đấu ra như này, gập xuống đấu để ghép xuống được. Không cần. Tiếp đến là quá trình bắt giá treo các bác nhé. Chúng ta sẽ đo đà kích thước để mà lấy những cái phần đây, em này anh. OK, sau khi chúng ta đã quan được các cái lỗ vào rồi thì chúng ta sẽ đóng những cái con nở vào bên trong rồi nhé. Đóng lở nhựa vào xong là chúng ta sẽ bắt vít và cái giá treo này lên. Và công việc còn lại sau khi mà bắt giá treo xong thì mọi người chỉ cần móc cái con tivi này lên là OK. Đây, tivi chúng ta chỉ bắt 4 con vít ở đằng sau lưng nhé. Đằng sau lưng con tivi nào cũng sẽ có 4 vít, mọi người sẽ bắt vào đấy. Và cái móc này chúng ta sẽ móc vào bên chiếc trên cái phần móc trên cao nhất này là OK rồi nhé. Bắt buộc phải lấy thăng bằng cho cái giá này nhá. Thì khi chúng ta treo tivi lên nó sẽ được cân. OK, chúng ta đã treo cả gần móc lên là sẽ ra được con tivi như này mọi người nhá. Đấy, và cắm điện lên. Cắm điện lên thì nó sẽ như này. Đây. Đấy. Chúng ta sẽ bóc siêu của sản phẩm này nhá. Và nhá, cái nó sẽ có một lớp băng dính nữa này. Thế băng dính này thì trong qua 30 ngày các bác bóc ra cho em là được. Em sẽ có hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày mà. Nó là cái lớp băng dính ngoài nhá. Đầu này nó hơi hẹp bên phải. Anh có thể đẩy ra được mà. Đẩy ra. Được. À không, anh đẩy sang bên trái sang bên phải được. Đẩy sang bên đây hay là đâu, ý là cái sau nó lại kiểu như là hay là nó bị bên này. Vâng. Không vướng gì đâu. Hiện tại là không vướng gì. Hiện tại là nó không vướng gì đấy. OK, em cài đặt cho các anh nhá. Để anh kỹ thuật bên em. Chúng ta sẽ bấm vào phím dây. Không vướng được. Vướng đâu. Cái con máy lọc nước là lọc trên tầng 2. À, trên tầng 2. Cái vị trí của nó thế nào? Đã cài đặt kết nối điều khiển với tivi xong, sau đó thì bắt đầu bấm cài đặt. Ta chọn châu Á này. Để nó quay gần hơn nhé. Đây, các bác sẽ chọn châu Á này. Lúc đấy là các bác sẽ bấm hai phím này nhé để kết nối này. Đây. Hai phím này này, để em quay gần nhé. Các gì đồng thời hai phím này lúc nãy em bấm kết nối nó báo kết nối thành công đấy, các bạn bấm hai phím này là OK. Kết nối điều khiển xong thì mọi người sẽ bấm vào cài đặt. Đây chưa bấm vào thiết bị nào các bạn bấm bỏ qua. Anh ơi, wifi nhà mình tên là gì nhỉ? À, Thanh Hùng đấy anh. À, cho em mật khẩu với ạ. À, mọi người bấm kết nối mật khẩu với sản phẩm TV này. Mười, hai, không, bảy, hai, không, một, một. Các bác đánh đúng mật khẩu wifi nhà mọi người nhé. Xong các bác bấm nút đi. OK, trong quá trình em cài đặt thì anh kỹ thuật sẽ lắp ráp sản phẩm chiếc máy lọc nước cho gia đình khách hàng. Đây mật khẩu không đúng. 12 à anh? 07, 2011. 2011 anh. Không không đúng anh ạ. À OK là được rồi. OK, thoát ra lại vào được rồi nhé các bác. Kết nối không dây thành công nhá. OK, chúng ta bấm vào nút đồng ý tất cả. Cho bấm phím OK. À, các bác có thể bỏ qua nhá. Nó sẽ tải ngầm trong người. À, tài khoản thì cái này dùng tài khoản Samsung. Mọi người có tài khoản Samsung rồi thì mọi người bấm vào sử dụng tài khoản hiện có. Còn qua là chưa có các bác bấm vào nút tạo tài khoản mới nhé. Hiện tại thì em sẽ bấm vào tài khoản hiện có của em.
Ở đây mọi người có thể ví dụ các bác vào đăng nhập tài khoản trên điện thoại rồi, các bác có thể quét mã vạch. Đấy. Nếu mà các bác đăng nhập tài khoản Samsung trên điện thoại, các bác quét. Còn không đó thì các bác sẽ bấm vào nút một là trang web, hai để điều khiển từ xa. Thì đây em đang sử dụng điều khiển, đang sử dụng điều khiển từ xa nhé. Và mọi người bấm vào đánh mật khẩu wifi, siêu bác đánh email và mật khẩu của tài khoản Samsung vào nhé. Em sẽ đánh vào cho các nhé. Thì em xin phép share cái phần này đi. Ok, sau khi các bác đã đánh xong mật khẩu và đánh xong cái tài khoản Gmail rồi, các bác bấm nút tiếp theo để chúng ta đánh mật khẩu nhé. Ok, em xin share cái mật khẩu đây này. Ok, sau khi đánh xong mật khẩu rồi thì các bác sẽ bấm vào nút đi ở dưới và bấm nút đăng nhập. Ok, nó sẽ bắt người gửi cái mã xác minh về số điện thoại của các bác đăng ký cái tài khoản Samsung đấy nhé. Các bác bấm nút gửi mã và chúng ta nhập cái mật khẩu vào, nhập cái mã nó gửi về số điện thoại của các bác ạ. Ok, các bác đã nhập xong cái mã gửi về số điện thoại rồi, các bác bấm nút xong rồi nhé. Ok, thì sau khi xong rồi các bác có thể bấm nút duy trì và các bác bấm đã hiểu. Các bác xuống phần dưới và bấm vút ok đã hiểu. Mọi người có thể bấm nút xong ở đây và các bác bấm xuống phía dưới bấm bỏ qua. Ok, chúng ta sẽ click vào nút bỏ qua luôn. Cái kia là đăng ký để nó gửi vào mail, chúng ta không cần thiết, đúng không ạ? Bỏ qua luôn nhé. Và các bác click xuống dưới này, bấm nút bỏ qua. Ok, tài khoản chúng ta bấm nút tiếp theo. Chúng ta toàn tiếng Việt thôi, nên các bác cứ bấm từng chức năng một, từng cái lần một là sẽ ra. Ok, cài đặt xong rồi. Sản phẩm Smart TV 4K 65BU8000 đã cài đặt xong. Phần đầu tiên, các bác sẽ nhìn thấy model sản phẩm đây. 65BU8000 nhé. 215W 600 min. Tiếp đến thì chúng em sẽ tiến hành lắp ráp chiếc TV 75 inch lên trong khu vực phòng khách của gia đình nhà khách hàng các bác nhé. Ở phía dưới kia là các cái con tủ lạnh cuối cùng này. Đấy, TV đầu tiên em đã lắp xong rồi. Đây là TV 75 inch trên phòng khách. Phía đây là cái máy lọc nước thì em đã lắp sau ở phía bên này cho anh chị rồi. Đấy, rất là tiện lợi nhé. Có hai vòi. Con này là con 75 inch Soli. Rất là đẹp luôn. Và lắp vào vừa vận cái vách anh chị đã để sẵn đây rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy trang trí rất đẹp luôn. Cũng tương tự như thế là chúng ta sẽ bắt các cái con vít ở đằng sau lưng này. Đây kỹ thuật bên em đang lắp đằng sau lưng nhé. Đây là những con vít là đi kèm với sản phẩm TV, nó sẽ có những cái con vít chắn đây này. Sau đó chúng ta sẽ bắt con vít này vào. Con nào cũng sẽ có đi kèm các phụ kiện của nó để chúng ta lắp nhé. Chân thì chúng ta sẽ để bên kia rồi. Chân này. Giá treo con này sẽ to như giá treo con kia nhé. Đây là treo nó dài hơn và khỏe hơn. Sau lưng Soli thiết kế rất đẹp luôn. Các bác chỉ cần để đúng lỗ các bác bắt vít và nó ok. Sau đó chúng ta sẽ đo các cái kích thước. Ok, sau khi vào đo đạc đầy đủ các cái kích thước từ phía dưới lên phía trên để làm sao đo bằng vào phía bên khung này. Cái khung này của chúng ta có tổng chiều cao là 1m04 rồi nhé. 1m04 mà TV chúng ta là 96 rồi. Đấy, cao 96 và con này cao, cái khúc hốc này là 1m04, chúng ta đo làm sao để chúng ta vừa kê được TV lại vừa cân được cái khung này. Và chiều ngang của TV này, cái khung này đang là 1m70. Ngang 1m70 mà cái TV này của chúng ta là 1m67 rồi. Tức là mỗi bên chúng ta cách khoảng độ 1-2 phân thôi. Đấy là chúng ta sẽ kín cái con cái khung này. Thì chúng ta phải đo làm sao mà để cho nó chuẩn cái khu vực này nhất để chúng ta móc cho nó được chính xác rồi nhé. Đấy, đây là cái phần chiều cao. Cái phần chiều cao là chuẩn nhất, còn chiều ngang, chiều dọc thì chúng ta có thể kéo ra kéo vào được để cho nó chuẩn. Chúng ta đo cái chiều cao là chuẩn thôi, ok. Sau khi đo đạc xong thì chúng ta sẽ đánh dấu vào và bắt đầu khoan vít vào đây rồi nhé. Khoan vít vào đây. Và cũng giống như con TV trước thôi, chúng ta khoan xong thì chúng ta sẽ tiến hành là cho cái phần giá treo này móc lên trên và móc cái TV lên là ok. Quá trình chúng ta là tương tự là như vậy, chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp nhé. Sản phẩm này đi kèm với nó là cái điều khiển này. Đây là điều khiển của con TV là X80. Kiệt nhá. Dây nguồn này. Đúng không ạ? Đây bên em đã lắp đặt xong cái máy lọc nước các bác nhá. Đấy. Đây là trong quá trình các bác sử dụng đầu tiên thì chúng ta sẽ lọc cái nước đầu tiên này đi.
Đây là nước, là nước lọc ra để sử dụng nhá, nhưng mà chúng ta sẽ lọc bỏ đi. Đây là lớp thoạt đặc tính đầu tiên, chúng ta bỏ đi. À, thay một vài lớp nước để chúng ta sẽ sử dụng được. Đấy. Con này thì có hai vòi, đấy, bên này là vòi lạnh, bên này là vòi nóng, chúng ta sẽ sử dụng được. Đây bây giờ chúng ta lắp ráp xong rồi. Đây là phía bên trên tivi, chúng ta sẽ tiến hành bắt vít lên chiếc tivi này vào nhá. Sản phẩm này thì vách là vách gỗ, gia đình nhà bác đang làm vách gỗ rất chắc mà nhá. Này. Rất cứng luôn. Vách gỗ này chúng ta bắt trực tiếp ti vào. Đấy. Tiếp đến là quá trình chúng ta khoan vít vào giá treo nhá. Này. Cực kỳ chắc khỏe luôn, chúng ta sẽ khoan trên này 3 vít này, dưới 3 vít này. Khoan trên vít trên này nữa. 6 vít ấy. Đấy, 2 vít bình thường ra khoan đến 2 vít. À, 1 vít thôi, đây là khoan 2 vít hai đầu rồi. Đấy, các bạn nhìn thêm vít đây nữa. Đây là khoan cố định trước. Rồi chúng ta khoan tiếp chắc vào nhá. Rất khỏe luôn. Ok, sau khi chúng ta là vết cực chắc trước giá treo này, đây các bạn nhìn thấy. Trên em quét một cái 2 vít, dưới đây là 1 vít. Tổng 8 vít luôn các bạn nhá. À 9 vít luôn. Rất khỏe luôn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là móc cái giá treo này lên là ok. Đúng không? Đây. Ta móc cái móc này vào. Kia ok. Ok, sau khi chúng ta đã móc được sản phẩm TV này lên đúng với cái kệ các bạn nhìn thấy đây. Đúng với khung luôn, vừa xít luôn. À, bên em đo rất chuẩn luôn, trên dưới này. Đấy, anh chủ đang tiến hành bóc sản phẩm TV mình ra này. Đấy, vừa xin luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Trái phải các bác có thể kéo thoải mái. Đó. Rồi, ok chưa? Đẹp lung linh luôn. Ok, chúng ta tiến hành cài đặt nhá. Thôi Trần. Ra vào này là 12 đúng không anh nhỉ? 12/07. 0 7 2 0 1 1. Ok, chúng ta bắt wifi xong, các bác bấm ok. Đây các bác nhá, ngồi cái sofa này. Thanh Hưng 12 0 7 2 không cái wifi Thanh Hưng đấy không đúng này nhỉ? Thanh Hưng à? À không, ở đây là trên này là mấy cái wifi khác. Khác à? Thanh Hùng đấy, Thanh Hưng. Thanh Hùng này. Anh Trần. Đây Thanh Hùng à? Trên đấy, trên đấy. À, TV Linh này. Đấy đúng rồi. Cái TV Linh này. Không nhận. Cái trên tầng 2 mình cái wifi mật khẩu như nào nhỉ? À đằng sau đi thì mật mã là 85. Đây đi. 85 đúng không? 85 60 60 56 56 02 02. Ok. Ok rồi, chuẩn men. Anh có dùng qua Gmail không hay là anh có mail không hay là... không, đấy là cái wifi kệ nó, không lấy mail của em được. Ok, sau khi xác minh xong chúng ta bấm nút chấp nhận nhé.
chấp nhận tiếp theo. À, đồng ý. Ok các bạn hướng về sau. Đây là mọi người muốn gửi thông tin này thôi. Ok. Bật lên rồi nhá. Cho phép. Bấm nút xác nhận. Để có cái tích hiện vào đây. Xác nhận. Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ tải đặt xong con TV này. Vừa khít luôn. Thiết kế, nhà thiết kế đã bắt, đã tính cho chuẩn. Màu chính xác trên dưới. Nước lắm các bạn ơi. Các bạn treo tường nhá. Đây chúng ta đang treo tường. Đây nhá. Lạnh lắm đấy. Bây giờ anh cái bật đấy. À. Bởi vì là vừa xong rồi chúng ta nghe chặt. Để nó đủ không nó nếu như nó bị e các thứ. Không làm mà mất nước nhá. Mà lấy nước ra hết rồi nhá. Là phải tắt đi. Tắt đi. Chứ đừng có bật ngay. Bao giờ nó tắt nước nó ra ngoài cái thứ ngon lành rồi rồi mình bật không là. Có cháy nó nhảy re trong của cái chế độ lốc và bây giờ bật lạnh này bật lắm này bây giờ anh xả cho mình nhá. Thế bây giờ mình đây là vừa xong là nó đang bơm mát nhé, tắt cái này tắt lên nóng đấy là chúng ta hết rồi. Tôi xong đây xả cái không cho nó nước vào bình. Đấy, mà để cái nước nó chảy ra hết đi, xong rồi lúc đấy mình à, mình dùng cái cốc của mình áp để nó dùng lúc khi mình dùng. Vâng. Thì mình trước tiên mình cứ để cái lạnh này tí nữa, nó ngon lành, nó đủ áp, nó ngắt máy bắt đầu nó đường mình đóng con nóng lên. Vâng. Bởi vì nó lạnh lúc nào nó chảy ấy mà. Chính con kangaroo này ngon này nha. Đẹp. Nhìn đẹp. Ok, chúng ta cài đặt thì đợi nó hoàn tất cái phần cài đặt này là xong rồi nhá. Chúng ta sẽ tiến hành xuống phía dưới để mà lắp nốt con tủ lạnh của chúng ta phía dưới này. Đây, tủ TV đây các bạn nhá. Ok, thì đây là sản phẩm tủ lạnh của chúng ta. Ok, em đã tiến hành bóc cái vỏ hộp ra rồi các bạn nhá. Đây, vỏ vẫn nguyên si luôn. Cho vào phía khu vực bên trong này, phía cao này. Để chúng ta rút cái vỏ ra. Sản phẩm này sẽ là sản phẩm thiết kế mặt gương. Side by side dọc dài hai cửa. Có lấy nước bên ngoài, có lấy đá viên, đá xay bên ngoài luôn, rất tiện lợi nhá. Thanh gạt đây, rất đẹp luôn. Sản phẩm chúng ta sẽ là RS64R5301-2C, dung tích 635 lít. Đấy, công suất này rất to luôn. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đẩy vào phía bên trong học của chúng ta phía kia nhá. Đấy, TV em đã lắp xong rồi. Trên tầng thì em đã lắp xong đầy đủ TV và máy lọc nước rồi mọi người nhé. Đây TV vẫn đang ngồi cài đây. Đấy, vẫn đang cài đặt máy lọc nước này. Sản phẩm chúng ta đây. Ok, TV đã cài đặt xong rồi nhá. Đấy, bấm vào phím OK. YouTube này. Cái này có điều khiển trong ngoài không? Có, đây ạ. Em bật lại nha. Ngắm hoa lệ rơi 4K. Tất nhiên là được. Sau đây là một vài video. Đấy, không phải. Thích vào các bác bấm vào là xong nhá. Ok, sản phẩm tủ lạnh chúng ta là kê vào trong khu vực học rồi nhá. Mình nhìn thấy rất đẹp luôn. Đấy, anh chủ sẽ kiểm tra xem là hàng như thế nào. Anh kiểm tra xem là không móc biết xước xát gì là ok. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà, hỗ trợ đổi mới 30 ngày gặp đối cũng gặp đối nhà sản xuất. Chào các bác vận chuyển miễn phí 20 km đầu tiên rồi nhé. Đây, em đã về tận nơi gia đình nhà anh ở khu vực Hải Dương lắp ráp đầy đủ hết rồi. Tủ lạnh này, TV này, đấy, cây lọc nước. Đây. Lắp hết rồi nhé mọi nhé. Vừa xin luôn. Em có đẩy sang bên này tí được.
kéo tí anh kéo ra lúc nào tí, đằng nào anh kéo ra mà để cắm điện. Các bác để trong vòng 3 đến 4 tiếng sau các bác cắm điện nhé, vì trong quá trình vận chuyển em thì để cho ổn định ga chúng ta mới cắm được. TV đã lắp xong rồi. Ok mọi người, mua sắm thì đến trực tiếp Ecomax tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội, website ecomax.vn hoặc số điện thoại 0974178586 để đặt hàng rồi nhé. Ok, xin cảm ơn gia đình anh chị đã tin tưởng đặt hàng bên Ecomax. Em xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.